Hello, xin chào mọi người nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của mình. Thì lại là mình, Linh đây. Ngày hôm nay thì các số trước thì mình đã review qua cho anh em về những cái ID cũng như là một số cái thông số của những người nổi tiếng. Nhưng mà hôm nay thì nó lại khác với những cái series khác. Đó là hôm nay thì mình đã mượn được một leak. Mình xin nhắc lại là mình mượn nó nha, review cho anh em xem qua cái độ gọi là giàu có của cái leak này. Mình đã mượn được một cái leak của bạn có tên là Công Nguyễn đã cho mình mượn để vào review qua cho anh em xem cái leak xịn sò con bò này. Anh em có thể nhìn thấy cái gì ở bên góc phải màn hình không? S Season 8 đó là danh chí tôn đó anh em. Giờ mình cho nhỏ nhạc đi một chút. Rồi. Thì hôm nay thì cái leak này thì một cái leak khủng, cực khủng luôn anh em. Đã nạp rất nhiều tiền vào rồi. Mình sẽ review cho anh em xem luôn. Với cái tên là 365 gấu. Bây giờ thì mình sẽ review về kho đồ trước nha. Ta sẽ đến với kho đồ luôn. Leak này thì có leak này là leak ở bản VNG nha anh em. Đồ đạc thì thôi, đừng nói anh em ạ. Bây giờ chúng ta với những cái cùng vào cái kho, gọi là kho này, kho set đồ này. Đây anh em nhìn thấy rất nhiều đồ cực phẩm các thứ thể loại. Ui bộ này đẹp nhờ. Mấy cái bộ đồ hiếm hot rồi các thứ A, B, C, X, Y, Z là nick này đều có anh em thấy không? Đây là cái bộ gì nhỉ? Bộ mà mùa mấy mình quên rồi. Bộ này cũng khá là đẹp, mình cũng khá là thích. Rất nhiều đồ luôn anh em. Có thể nói nếu mà ấy, nếu mà gì nhỉ, nếu mà kho đồ của nick này để cho anh em mặc được hết đấy thì mình nghĩ là một năm có 365 ngày, như cái tên 365 kìa anh em. Mỗi ngày thay một bộ, mỗi ngày vào kho đồ chọn một cái quần, một cái áo mặc thì mới hết được đồ anh em ạ. À, đấy nó phải như thế cơ, quá nhiều như vậy cơ. Đây đồ đạc quá trời đất luôn, quá nhiều set đồ cho anh em thưởng thức ở đây. Cực phẩm rồi là đồ hiếm A, B, C, X, Y, Z rất nhiều anh em thấy không? À đâu, đây là set đồ mà mình đang xem, set đồ mà anh em thấy nhiều không? Quá nhiều luôn đấy chứ. Mấy cái này thì chưa có này, mấy cái này thì không biết là đâu có luôn đấy. Đó, đây là set đồ có thể mặc phát là mặc cả bộ luôn nha. Đây là mũ. Mũ thì cũng quá là khủng khiếp đi. Nhưng mà anh chàng này sở hữu cho mình, anh em thấy không? Úi dồi ôi, bạt ngàn đồ. Đồ này thì mặc bao giờ mới hết đây? Đây là gọi là game thời trang rồi anh em. Quá nhiều. Leak này mình nghe đâu đó là làm khoảng 6-70 hay là tầm, nói chung là cũng phải ngang ngang lít đấy anh em. Chắc à đâu, mình nghĩ không tới đâu. Chắc khoảng tầm 6-70 thôi. Một con số phải nói là quá là khủng khi mà lạc vào game. Đây là kính. Uầy, mặt nạ này lấy đâu ra vậy? Xịn vậy. Mùa 3 thì mình không có chơi rồi. Quá nhiều đồ đi. Quần áo này, đây là áo này. Một cái leak mà ở mức danh chí tôn anh em ạ. Chí tôn mùa 8 nha. Giày dép các thứ, nói chung là chỉ chủ yếu là bộ quần áo thôi. Đây, kho ba lô thì cũng toàn hạng xịn thôi anh em ạ. Cái ba lô này đẹp nhất mình thích này. Ba lô này mình rất là thích luôn. Đây, mấy cái ba lô này cũng thuộc dạng ba lô hiếm này. Nó ra lâu rồi, bây giờ thì không còn mua được nữa rồi anh em. Mũ nào, skin mũ nào, skin mũ thì cũng có vài cái mà thôi. Một cái leak cũng khá là khủng ở danh chí tôn. Còn vấn đề về bây giờ đây là đồ nha. Ta cùng đến với kho súng của anh chàng này. Xem là có những gì trong này. Đây là kho AK, sở hữu khá nhiều con AK ngon ngon lành ấy. Bản VNG mà đây là những cái skin súng thì nó hơi hơi hiếm một chút anh em ạ, tại vì nó ít có lắm.
M4 mùa 2 này. Ui, tức là tính ra là cái league này chơi có vẻ hình như cái số 2 này là mùa đúng không anh em? Không có nhiều lắm. Ska, úi ôi, Ska thì nó phải gọi là mắc tinh anh em ơi. Đấy, tận chục cây Ska cơ. Các thể loại. Bây giờ thì M4 sở hữu cho mình đó là cây M4 băng, level 4 anh em ạ. Khá là xịn sò con bò. Galoza không có, AUG có 1 cây, UDZ có 3 cây. M762 thì có 1 cây. Newton không có, G36C. K thì ui, cây K này mình thích nhất này anh em này. Cây K Gold anh em ạ. Và cây K lại cũng xịn luôn. Hai cây K đẹp vãi nồi anh em ạ. M24 thì chưa có, AVKM. Ui. Có Season 8 luôn. AVKM thì cũng có ít thôi. SLR thì có 2 cây. UDU cũng có, UZ cũng có luôn. Shotgun cũng có cho mình đó là cây shotgun vàng, hai cây shotgun vàng anh em ạ. Xịn. M249 cũng có luôn, DB cũng sở hữu 2 cây. Khác xem nào. Chảo của anh ấy thì sở hữu tới 2 4 6 cái chảo khác nhau cơ anh em. Nói chung là đối với một cái nick mà lặp nhiều tiền như thế này thì cũng đáng để chơi đây anh em. Đam mê đây anh em. Điệu nhảy thì thôi, vô vàn các điệu nhảy luôn. Quá nhiều. Vậy là tổng kết lại là đồ đạc thì mặc bừa phứa cũng không thể hết được. Mỗi trận chúng ta thay một bộ cho nó hợp lý. Mỗi trận là một bộ thôi. Được rồi. Bộ này đẹp phết nhỉ. Mỗi trận là một bộ nhỉ. Nói chung là để sở hữu một cái league như thế này thì cũng tương đối là tốn kém đấy anh em. Bây giờ thì chúng ta đến với bậc danh của một anh ấy xem nào. À đâu, còn skin xe mình cũng chưa review nữa nhở. Xe đâu rồi, xe nằm ở đâu? Đây. Dù, ui trời ơi, dù gì mà lắm thế. Vẫn chưa review, quên, mình quên anh em ạ. Sorry anh em. Đây là kho dù của anh ấy, định mệnh. Bay mệt nghỉ không hề, không thể đứt dù được. Máy bay thì quá trời. Các kiểu con đà điểu. Máy bay thì cũng phải gọi là mắt máy anh em ơi. Bằng biết là có hết anh em ạ. Xe máy của anh ấy thì cũng đôi cái. Ô tô đây. Ô tô thì có tận 4 cái cơ. Đây con này đẹp thế nhở. Con này không biết là sự kiện nó đợt nào nó ra đây. Và một con Dakura. Thế là hai con này chắc là cùng ra một đợt anh em ạ. Và anh ấy đều sở hữu. Xe học sinh, chở học sinh thì có 3 cái. Hai cái. Xem nào, những kho khác xem nào. Bắc ghi thì có 5 cái anh em ạ. Đây là con gì? Đây là con gì nhỉ? Không phải Dacian anh em ạ. Dacian vừa nãy là con rồng, đâu con Halloween đấy. Con này thì có 3 cái. Thuyền không có, cái dưới này cũng không có. Bọc thép không có, siêu xe cũng không có luôn. Vậy là hết rồi. Vậy là siêu xe có những sở hữu cũng khá là nhiều. Con xe này khá là chất chơi người rời đây anh em. Tổng kết lại là trong kho đồ của anh ấy thì mình thích nhất là cái ba lô như thế này. Và mình quay nhiều rồi mà nó không có ra. Thật mình cũng không có căng nên là mình cũng không thể đầu tư tiếp được. Bây giờ thì chúng ta cùng đến với bậc danh. Thành tích là tận 3.100 điểm boy rồi. Và mức danh là đang là 5.093 điểm. Chúng ta cùng xem những mùa khác nha. Mùa khác, mùa 2 thì là cao thủ. Mùa 3 là quán quân. À từ từ. À đâu, được rồi, mùa 3 là quán quân. Mùa 4 là cao thủ. Mùa 5 là quán quân. Mùa 6 là quán quân. Mùa 7 cũng là quán quân luôn. Và mùa 8 là con quẹ, chí tôn. Bây giờ chúng ta cùng với đến với những thống kê nào. Từ các mùa đầu tiên xem nào. Mùa 2 thì chơi. Ủa sao lại Bắc Mỹ ra? Châu Á mà. À, tay anh thanh niên này thì chơi tay cũng khá là bình thường thôi. G
hồi mà mới chơi mà thế này là được rồi, không cần nhiều đâu. Chúng ta cùng đến với những cái mùa khác xem nào. Và mùa đây là mùa mùa 5 của anh ấy thì bắt đầu đã lên tay bắn hủy diệt rồi. Mùa 6 thì đã hủy diệt lên tận hơn 600 trận và số kill tận 3.400 cơ mà. Uầy, một con số khá ấn tượng. Và KD là 6.5. Số kill như thế này là quá là nhiều đấy anh em. Mùa 7 thì cũng 3.400 mạng luôn, cũng hơn 600 trận. Và KD là 6.37. À không, cái mình quên là cái league này trước kia là của một người khác. Và anh này có mua lại thôi, chắc là chơi mới chơi gần đây thôi. Và mùa 8, mùa hiện tại đang là 5.95 thì làm tròn là 6 chấm đi. 378 trận. Top 1 158, top 10 và 318. Và số mạng tiêu diệt là 1.400, gọi là 1.494 thì làm tròn 1.005 đi. Và đang ở mức danh chí tôn nha anh em. Anh em nhìn thấy không? Cày chí tôn nó phải chất chơi như thế này cơ mà. Anh em thấy không? Auto cộng điểm. Auto top 1, top 10 rồi các thứ. Cày chí tôn không đơn, nó không bây giờ anh em ạ, anh em phải hiểu là cày chí nên chí tôn nó không đơn giản là anh em vào mà săn người đâu, không có đâu anh em. Không thể có đâu. Bởi vì lên cái mức danh này mọi người bắn chất lượng game thủ bắn cực gắt luôn. Nên là chỉ có bắn chạy hạt mà thôi. Chạy hạt và bắn phải cẩn thận và tem cứng thì mới lên được chí tôn. Chứ mình bắn thế bắn nữa thì cũng chả lên được chí tôn đâu. Máu chó nổi lên thì làm sao mà chí tôn được. Đẩy thì toàn đẩy ngu các thứ. Cái này là phải chơi chiến thuật anh em ạ thì mới lên được chí tôn. Chứ không thể lên được. Đó, người đồng đội của anh ấy là ai đây? Đồng đội thân thiết. Không sang được à? Không sang được anh em ạ. Đó là cái nick của anh này. Một nick ở mức danh chí tôn mùa 8. Và đâu đó là mình nghe phong phanh là cũng nạp khá nhiều tiền rồi đấy. Ok, vậy là cái clip sâu hàng của mình cũng đây là kết thúc rồi. Anh em nào thích cái kiểu series như thế này thì đừng quên để lại cho mình một like, một đăng ký kênh và ý kiến ở phía dưới nhá. Cảm ơn anh em và hẹn anh em ở những clip tiếp theo. Bye bye.